Này tiếp tục săn đêm mấy bạn ơi. Bắn nã cao su nha. Vừa hổm xong săn thức thâu quá, bữa nay đi kiếm lại không được. Đủ à, chấp mẹ chấp lé. Con đầu tiên mấy bạn ơi. Nhờ rớt rồi, đang vô lụm nha. Mới rớt xuống đây nè, đang kiếm. Nã con đầu tiên rồi. Mới rút cái bọc này, giờ anh em đang kiếm không biết đây rớt đâu à. Cái nhánh đó rớt xuống đâu đây chứ, nhánh đâu đưa ra xa đâu. Rớt mất tiêu rồi. Kiếm thấy bà luôn quá. Con thứ hai mấy bạn ơi. Chín con cây rồi. Dính rồi. Con đầu tiên học nha, con thứ hai dính rồi, chim cu. Một con. Hai con luôn mấy bạn ơi. Xuống ơi. Hai phát hai con nha. Quá im. Đây con chuột mấy bạn ơi, đang cành bắn nè. Anh đang đi qua nha, từ từ đừng nhấp. Rớt chuột mấy bạn ơi. À, để mình quay vô vô coi mấy chuột rớt cho mấy bạn coi ha. Nam nam cầm nước xuống lụm nè. Chuột con chết rớt đây. Con nào sống vậy? Con còn. Đây. Ê còn sống. Đập 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 đập. Đây. Con chuột ha. Dạ, rớt mừng mấy bạn ơi. Chết luôn rồi. Mới bắn con tiếp theo mấy bạn ơi. Biết rớt chưa? Đang lội à. Lội bên bờ rồi. Thông cảm nha. Cái này tối quá gọi không thấy được. Chỉ là gọi nghe tiếng bắn nặng thùng thôi. Đây. Các bạn thấy không? Đó. Một phát là dính. Là một đống đây nè. Thêm con nữa mấy bạn ơi. Lụm cân, lụm lên đây, lụm lên. Đó. Ok. Trời mưa này là chuột nó lên cây nó ở không à. Nên đang săn chuột trên cây không à.
Đó, con còn bò nữa mà. Đang chạy, đang chạy. Chui vô tầm mấy bạn ơi. Chui vô hang luôn á gì. Đây có con nữa mấy bạn ơi, đang nhắm bắn nè. Rớt rồi. Mình mới quay bởi vì hơi lúng túng là không, rớt dưới nó dãy nè. Đó. Đụm lên quay đây, giờ đây cho mấy bạn thấy rồi. Đó, một em nữa. Thêm con mấy bạn ơi. Chạy nè. Chạy ra đâu, đằng đó đó đó. À, bắn chưa chết, rớt chạy nữa. Bắn ngay bụng hay gì. Giờ không dám đi. Để cho thằng kia nó bắn ăn đông nó đi. Rút tiêu. Mới rớt xuống cái bọc tay chạy. Mất dấu rồi. Thấy à, vô lùm mấy bạn ơi. Đó, rớt xuống này nằm đóng đây nè, hồi hóp đây nè. Nè à. Rớt xuống chạy, tưởng đâu nó chạy mất tiêu rồi chứ. Đi tiếp. Trời mưa này nè, nó lên mấy đọt cây nó ở không à. Đang vườn miền Tây mà. Đi sập sập ổ gà luôn. Nó nằm phảnh bọc bỏ vô cái nè. Bây giờ cũng được khá khá rồi đó. Đang thấy con chim mấy bạn ơi, đang đi lại bắn nè. Mình đi sao quá gì, hơi chậm tí xíu. Đi có hơi dám bắn rồi. Nhớ anh em ơi. Đây. Đây. Một em. Nhớ rồi bạn ơi. Lâm Khang, thấy quá anh. Em bắn hay quá. Thần tiễn à. Để một viên là lụm một con. Đây, chạy dài nha. Dãy rồi. Giờ anh em đi tiếp. Anh em nồi lòi nãy giờ cũng cỡ 4 cây số rồi đó.
cắt cái mương không có cầu qua luôn, phóng mương luôn nè, phóng biết rớt mương hay là xí rớt bờ nữa. Nam gọi đèn đâu phóng qua cái Nam đang mắc chớn nha. Mới phóng qua mương mấy bạn ơi. Điện thoại tôi hết pin nhà, quay điện thoại này giờ mờ quá. Anh em thấy rắn mấy bạn ơi. Đâu? Trên cây đó, không không, anh lui lại chứ. Rồi chở hai Nam gọi đó. Thấy chưa? Nè, anh thấy anh Trung gọi ngang rồi đó. Nằm phanh tròn đó. Anh đi sát cho anh gọi nó nữa đó. Thấy rắn nè. Nè. Rắn đang làm trên cây mấy bạn ơi. Không thấy cái đầu kia. Đó, thấy thấy chưa? Thấy rắn nè. Em đang nhắm bắn nha. Ê đừng gọi đèn cho cháu cháu, tao quay cái rồi. Đó, các bạn thấy mình chưa? Đang quấn vào cây nè. Đó, các bạn thấy mình chưa? Nhắn gắn nước cái gì á. Gắn lại hả? Anh em đang nhắm bắn nha. Quay bằng tay bởi vì điện thoại hơi rung, đừng có phiền. Đúng rồi các bạn ơi. Đưa cái đầu xuống nè. Các bạn thấy mình không? Đây nè. Đầu bên đó quá. Mới bắn chúng không, bây giờ nó rớt cái đầu xuống, nó đang nằm xì lơ nè. Dán bắn thêm vài phát nữa. Tay cầm tay, điện thoại hơi rung mấy bạn không cảm nha. Vô quay nãy giờ mất dấu luôn rồi. Đợi chút xíu anh em đang giúp gắn xuống. Đây, đang đâu rồi Nam? Đây là ba dính gắn rồi nha, đang giúp xuống rồi. Qua quay cho các bạn coi. Gắn cũng được. Đó. Đạn phát một. Đỉnh đầu. Ná thủ quá tài luôn. Bắn cái một. Ba chỗ. Rồi làm lên vô bọc đi, đi tiếp. Giờ vô bọc nha anh em. Thấy chuột mấy bạn ơi. Đang nhắm bắn nè. Kéo lại mấy bạn ơi. Quý ơi lại lậm chuột Quý ơi. Chuột mới rớt xuống giờ đang kiếm. Đèn anh hết pin nó gì anh hết thấy rồi. Kiếm rồi, mới rớt xuống đây nè.
đang kiếm chuột à. Mới rớt xuống không thấy đường, tối quá à. Thôi đèn đều hết pin rồi, các bạn cố gắng coi giùm nha, tại điện thoại này quay cũng mờ quá. Mới rút xuống thấy không Khang? Rồi chạy mất tiêu các bạn ơi, chắc trúng bụng cái gì đó mà sống. Bắn gió xuống cái bọc đó. Má tiếc thiệt chứ. Em đang bắn chìm mới bắn, không biết chết không, nó kêu lại. Tối quá điện thoại quay mờ quá, các bạn thông cảm nha. Nói lòn lại thấy giờ mình cũng không biết đường qua luôn các bạn ơi. Sao rồi, dính không? Đâu rồi? Ngày hôm nãy kiếm chuột, ngày hôm nó bắn chết con chim rồi, giờ đang lại kiếm. Ở đâu rồi Quy? Đi qua coi chim, thấy 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 qua đây đi, anh đang quay ở đây nè. Qua quay chim các bạn coi. Đây. Thêm con cu nữa. Sống luôn. Bắn trúng cánh rớt. Chúng cánh thấu qua bên cái ngực đó luôn. Vô bọc. Giờ anh em đi tiếp. Thấy rắn mấy bạn ơi. Rắn 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 đâu đâu. Má à, nguyên con bự luôn. Vô được không, vô được không? Má à, không thấy đầu nữa. Gắn. Thấy gắn mấy bạn ơi. Cố gắn quay thấy cho mấy bạn nha. Đó. Thấy cái mình đó đó. Má à, gắn mừng cùng tay vậy. Lớn luôn thấy nó đang đậu trên cây à, có trên cây rồi nam rồi rồi quay không thấy cái đầu chụp được không? Không phải ý là gớt chụp được không? Giờ đang nhắm bắn không thấy, qua đây không thấy nè. Thấy gắn mấy bạn ơi, gắn thông cảm giùm mình nha, gắn quay cho coi. Đây cái rớt xuống nè. Các bạn thông cảm nha, cây quá trời không quay thấy được. Cho nó rớt xuống rồi anh ơi. Đang dầm. Đang dầm. Đây, nó đây. Rớt xuống đây nè. Ngắn bự quá nha.
không có bự mấy bạn ơi. Rớt xuống rồi, bắn mấy phát rồi. Đang bắn thêm phát nữa mới lụm mới được, không dám lụm giờ. Rồi, xong lụm. Lấy cây khều xuống đi. Rớt rồi mấy bạn ơi. Đây. Đang dùng dãy dưới đây. Không. Đợi chút xíu mình đi qua đây mình lụm cho quay mấy bạn coi. Ăn lại hả? Quá bự luôn. Rồi vô bọc đi cưng. Cho chết cái nha. Rồi vô bọc mấy bạn ơi. Bây giờ anh em mình cũng kiếm được mớ rồi đó nha. Hai con gắn rồi đó. Giờ đi tiếp. Đâu? Đâu? Nằm chết rớt trên cây rồi bạn ơi, mới rớt xuống luôn. Đây. Điện thoại quay hơi mờ, các bạn thông cảm giùm nha. Bắn cái phát một rớt trên cây luôn. Giờ anh em đi tiếp. Anh em mới chĩa được con nữa các bạn ơi. Chĩa mua bên kia nha, còn mình đi mua bên đây. Quá hay. Đi xanh. Các bạn coi kênh nhớ đăng ký và chia sẻ giúp mình nha. Em móc ra mấy clip đi săn đêm tiếp theo cho các bạn coi. Chứ anh em nội giờ cũng 5-6 cây số rồi đó. Tại mấy cái clip nào lội mà không có gì mình cắt bớt. Chứ quay điện thoại không đủ pin nha. Điện thoại rồi bóc. Dạ, đang đi vô vùng sồi nữa các bạn. Dạ, cái sồi. Sồi để đặc sản chăn nha. Rồi trồng xen kẽ chanh luôn. Quá trời rồi. Anh em đang đi mương cái bên nữa. Chuyên mương ra để bắn. Mương. Tại giờ dưới quê là cách cái mương này nè. Quay gọi đường đi vậy chứ giờ nào thấy con chuột thì mình cố gắng gọi cho thấy cho mấy bạn coi. Trên sài có con rắn đấy các bạn ơi. Rồi chứ mình gọi quay không thấy đâu, chứ cố gắng gọi dân cảnh rồi bắn xuống cho mấy bạn coi. Thấy rắn đâu đọt sài nữa. Nhân lại nữa. Bắn đại rớt xuống đây. Bắn hụt phát đầu rồi. Con rắn đó nha. Anh em này con này con thứ ba rồi đó. Rắn á. Rớt rồi các bạn ơi. Gặp rắn là phải vơ rồi. Thêm con rắn nữa bạn ơi, con thứ ba rồi. Ai dục qua đi chứ đừng có dục tôi chụp bạn ơi. Đây. Con rắn thứ ba nha. Quá im.
Nam đập đập cho nó chết đi Nam ơi. Để coi thử nó bắn trúng đâu. Thấy ở đây đây. Trúng cái bụng nó rớt rồi. Rồi vô bọc. Vô anh em ơi. Bây giờ là hai ba con rồi. Con thứ ba nè. Cái bọc mình đeo trong mình. Rồi đi tiếp. Cái này bội thu mấy bạn ơi. Anh em mới tập làm YouTube là bởi vì dán coi giùm nha. Đang đi tiếp. Cây nào phải chung mới được. Chung đi qua chứ không có đường nào qua được hết vậy. Chuột các bạn ơi. Rớt rồi. Rớt xuống. Lụm nụ. Rớt xuống các bạn ơi. Một em nữa. Hai phát mới lụm đập đầu dấu cây đây nè. Mang chúng lỗ đít à? Kế bên. Đập đầu dấu lụm luôn đi. Đập đầu dấu chết luôn đi. Dạ. Rồi. Thôi Phi à, anh em mình đi vô nha. 11 giờ mấy rồi, 12 giờ rồi. Vô nhà. Lâu nãy giờ gần cái chục cây số rồi đó. Bụng cũng đầy chân chưa? Thành quả có 4 anh em. Được 3 con rắn nha, mới chuột, 4 con chim với 2 con gì quên mất tiêu rồi. Rắn mối. Rồi. 4 anh. Không đính thằng quay phim nha. Thôi mình kết thúc video tại đây luôn. Bây giờ 12 giờ rồi.